Còn đây là toàn bộ tổng cục quản lý xuất bản này, tất cả các phòng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối 30 Tết Giáp Thìn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.